Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Lenovo ThinkPad X280, và đây là cái máy mà mình thấy là cái cấu hình cũng mắc option luôn và cái vỏ thì rất là đẹp. Đây là cái con X280 mà i7 Gen 8 nha mọi người, i7 Gen 8 RAM 16 SD256 Full HD, rất là đẹp. Cái vỏ ở ngoài khá là đẹp mọi người, còn nguyên cái lớp gọi là đây là một cái lụa bình thường nó sẽ không có bị bóng mòn đó mọi người, nó còn nguyên luôn nè, nhìn rất là thích, nhìn rất là đẹp và ít bao giờ mà mình thấy X280 mà về mà đẹp như vậy lắm. Tại vì hàng của nhà mình đó là dinh tuyệt đối, không có hề sơn sửa hay gì hết, về sau là như vậy, mình thấy con này là như vậy là mình thấy rất là đẹp so với những con X280 mà mình từng view. Ngõ sạc Type-C, kết nối Type-C nè, cái này ngõ ra mạng LAN, USB, HDMI, tai nghe nha, gọn tiện, 12.5 inch phù hợp với mình bỏ cốp xe hoặc là mang vác đi lại, bỏ ba lô rồi vậy đó mọi người, nó gọn, nó tiện và quan trọng là nó bền nữa. X280 thì có tiếng về cái độ bền rồi, 171 là mã mình đặt cho máy này, ở ngoài thì mình thấy là khá là đẹp, tuy nhiên máy cũ thì không thể nào như máy mới được rồi. Nó phải có cái dấu cũ đã qua sử dụng, nhưng máy này mình thấy còn ok, tương đối sạch sẽ. Ở bên trong nha mọi người, quá chi là thích luôn, rất là đẹp. Bởi vì cái máy nào mà nó đẹp là nó đẹp từ trong ra ngoài thôi, thích lắm mọi người. Phím cũng đẹp và đặc biệt đây là cái bản full option cho nên nó có led phím rồi ha. Thường thường thì X280 về nó ít có led phím lắm, bên Nhật nó hạn chế làm đêm á mọi người cho nên là ít có led phím, thường thường về là ít có. Đây ha, bàn cây chuột thì đã qua sử dụng, nó cũng hơi bóng nhẹ nhưng mà do cái hướng bóng điện nhà mình quay xuống thôi, với lại cái tay mình nãy giờ quay chứ không đáng kể gì đó. Còn lại là phím thì quá đẹp luôn, xuất sắc, nhưng là tương đối sạch đẹp. Màn là rất là đẹp nha mọi người, cái dòng X đó thì khỏi chê, màn đó là sáng trưng luôn, màn độ phân giải màn hình full HD đẹp không có lỗi lầm và cái cấu hình còn mê hơn nữa. i7 Gen 8 RAM 16 rất là ít khi mình gặp cái cấu hình này nằm trên X280 ha mọi người. SSD này thì 256 GB, dinh về sau thì để nguyên vậy và mọi người có thể nâng cấp lên 512, 1T, 2T gì đều được hết nha, đều có thể nâng cấp được. Độ phân giải màn hình là Full HD nè, 1920 x 1080. Máy thì pin trên 3 giờ, kèm sạc Type-C dinh. Mình thấy là như vậy là tương đối sạch đẹp rồi đó mọi người. Ít có bao giờ mà đẹp như vậy. Và B71171 mình báo giá mọi người 6 triệu 2, ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu ha, còn lại mình thu hộ, mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán số còn lại cho bưu điện, thì luôn luôn bao dinh, mọi người yên tâm về chất lượng, view sao là gửi như vậy, hàng thì luôn luôn chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều.